mới chọn là cái nào, ở cây nào hay khu vực nào, cái thảm thực vật nó kiểu gì, thì nếu mình khoanh vùng nó dần dần lại. Xem cái này chưa nhỉ? Xem gửi có xem rồi. Cái chỗ này xem mà nó là bay ra như này để chụp. Chắc này là qua đây rồi. Cam này cam. Chấn lông mở để mà có nó mất cái duration của phim. Phim mình có mấy chục giây thôi, thì khi mày CG cái lúc mà tao chưa có động vào nhân vật á thì mày mới nhét được, chứ giờ máy tao vô đụng nhân vật rồi phun rêu vào để gắn vào để cho nó ra. Đắp máy này lên cây đó chứ không thôi nó giống cây nhạc. Mình ăn góc nào mình cắm phong này còn hơn thì chỗ nào. Đúng rồi, cái chân này nó nhỏ. Con kia con cứ cho lên, con lấy ngửa lên luôn như này. Sao là ô này đi mua mà. Thank you.
Cho em cho thấy dây điện đấy 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 ừ té luôn bứt luôn hay quá ôi hay quá vỗ tay. Xài điện à, nhìn vô nhà nè action giết bọn này nó biết xài điện nè, nhìn chiếc dây điện đi à. Đồ má bằng ghét. Nó không thoại luôn á hả? Má luôn. Giết. Ô, cái nhà đẹp ô, lấy cái nhà điện nè, nó đi đâu đó. Ô, bằng ghét vô. Đẹp quá vô. Đẹp quá. Ô, quay. Quay, nhanh. Chứ đỡ nó nhau vào hẹn. Giết. Chắc. Đó rồi. Chạy. Giết.